Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi tháng 9 âm lịch năm 2021 của tuổi hợi chi tiết chính xác nhất về các phương diện, sự nghiệp, tài vận, tình cảm, sức khỏe tử vi từng tuổi trong tháng, cẩm nang vượng vận. Người tuổi hợi sẽ gặp phải không ít khó khăn trong thời điểm này, đặc biệt là trên phương diện sự nghiệp và tài lộc những con đường mà bạn lựa chọn trước đó đều trở nên bế tắc khiến bạn loay hoay tìm một hướng đi mới dưới tác động của nguyện lệnh lâm tiệt bạn có thể cảm thấy rõ ràng sự nghiệp của mình đang rất bấp bênh đặc biệt là với người trẻ tuổi bạn biết rằng mình cần phải thay đổi nhưng lại không biết mình nên thay đổi theo chiều hướng nào tốt nhất bạn nên tìm ra người giàu kinh nghiệm hơn mình để chia sẻ có thể đối phương sẽ giúp bạn có những suy nghĩ cởi mở tích cực hơn và khắc phục những khó khăn ở hiện tại trên phương diện tài lộc bản mệnh cũng khó có thể tìm được những mối đầu tư có lợi trong tháng 9 năm 2021. Con giáp này nên cẩn thận trước khi đưa ra những quyết định quan trọng, nhất là khi bạn lại là người giữ chức vụ cao, đừng để những quyết định vội vàng của mình gây ảnh hưởng đến cả tập thể, khiến bản thân mất uy tín. May mắn là trên phương diện tình cảm, Bách Việt chủ đào hoa xuất hiện khiến người độc thân nhận được sự chú ý của nhiều người khác giới và trở thành con giáp nổi bật. Bạn nên cởi mở hơn và sẵn sàng tiếp xúc mở rộng các mối quan hệ mới, bởi rất có thể người mà bạn vẫn luôn mong ngóng sẽ xuất hiện vào thời điểm này. Tuy nhiên, người đã lập gia đình cần chú ý giữ khoảng cách với người khác, chớ để mình vướng phải những mối quan hệ phức tạp. Tử vi tháng 9 năm 2021 tuổi hợi âm lịch về sự nghiệp. Sự nghiệp của người tuổi hợi gặp phải nhiều trắc trở trong tháng 9 âm lịch này chủ yếu là do tác động của nguyệt lệnh lâm tuyệt. Nhiều khó khăn mà bạn không ngờ đến sẽ xảy ra, đòi hỏi bạn phải tốn công tốn sức để ứng phó, nếu bỏ cuộc giữa chừng thì mọi công sức sẽ trở nên uổng phí. Thời điểm này, mọi công việc đều có dấu hiệu chững lại, thậm chí rơi vào bế tắc. Nếu như trước đó mọi việc vẫn còn trôi chảy thì hiện giờ, những vấn đề lại liên tiếp xuất hiện khiến bạn mất thời gian để sửa chữa, khắc phục tạm thời không còn thời gian để tiếp tục tiến hành kế hoạch nữa những thử thách xảy ra trong sự nghiệp là khó tránh khỏi vì vậy bạn nên suy nghĩ tích cực hơn chứ không nên nghĩ đến việc bỏ cuộc hãy coi khó khăn là một phần của cuộc sống nó sẽ giúp bạn trở thành một người mạnh mẽ và bản lĩnh hơn vì vậy đừng sợ hãi khi đứng trước các vấn đề xuất hiện trong công việc con giáp này còn phải đối đầu với sự cạnh tranh khốc liệt của đồng nghiệp hoặc đối thủ có thể đó là sự cạnh tranh thiếu lành mạnh khiến bạn luôn cảm thấy mệt mỏi kiệt sức hoặc phải chịu đựng nhiều điều bất công Tuy nhiên, tốt nhất là bạn hãy luôn cố gắng tập trung vào công việc của mình, chớ nên tìm cách hãm hại người khác. Chỉ khi bạn làm tốt công việc của mình, bạn mới nhận được thành công như mong muốn và được mọi người xung quanh ngưỡng mộ. Tử vi tháng 9 năm 2021 tuổi hợi âm lịch về tài lộc. Con đường làm giàu của người tuổi hợi lâm vào bế tắc trong tháng này do những tác động xấu mà cục diện nguyệt lệnh lâm tiệt mang lại. Dù làm ở ngành nghề nào đi chăng nữa, bạn cũng khó có thể thu được một khoản tiền như kỳ vọng người làm ăn kinh doanh phải bon chen giành giật mới bảo vệ được quyền lợi của mình bạn dễ phải đối mặt với những đối thủ cạnh tranh lớn hoặc kẻ xấu ngầm giờ trò khiến kế hoạch của bạn không được thuận lợi thời điểm này bản mệnh chớ nên vội vàng đưa ra những kế hoạch đầu tư kinh doanh và cũng không nên nghe theo lời rủ dê lôi kéo của người khác tốt nhất hãy cố gắng hoàn thành tốt những kế hoạch mà mình đã đặt ra từ trước không nên mở rộng làm ăn đặc biệt là ở những lĩnh vực mà mình còn chưa hiểu rõ với người làm công ăn lương, sự bấp bênh trong công việc khiến bạn khó có thể nhận thêm được những khoản tiền lương, tiền thưởng, thậm chí việc giữ vững mức lương không bị giảm trừ là đã may mắn lắm rồi. Bản mệnh làm việc gì nên chắc việc đó, không nên để mình bị phân tâm hoặc thực hiện quá nhiều công việc một lúc vì như vậy thì sai sót dễ xảy ra. Người trẻ tuổi không nên có quyết định nghỉ việc hoặc nhảy việc quá vội vàng. Khi gặp khó khăn ở công việc hiện tại, bạn nên suy nghĩ để tìm ra ngọn nguồn vấn đề và có biện pháp để khắc phục, không nên trốn tránh hoặc đùn đẩy trách nhiệm cho người khác, đừng biến mình thành con giáp không thừa nhận lỗi sai nếu như bạn còn mong muốn mình tiến bộ. Tử vi tháng 9 năm 2021 tuổi hợi âm lịch về tình duyên. May mắn là dù sự nghiệp và tiền bạc của người tuổi hợi lâm vào bế tắc thì chuyện tình duyên lại có những khởi sắc nhất định, nhất là khi bạn vẫn còn độc thân bách việt chủ đào hoa cho thấy thời điểm này bản mệnh nhận được nhiều sự quan tâm chú ý của người khác phái nếu mở rộng lòng mình bạn có thể nhận ra xung quanh cũng có rất nhiều người tốt và đáng để tin cậy nếu đối phương thật lòng với mình và có ý định kéo gần khoảng cách bạn có thể cho người đó một cơ hội có thể qua quá trình tìm hiểu kỹ càng hơn bạn sẽ thấy rằng hai người có rất nhiều điểm chung tương lai đầy hứa hẹn tuy nhiên việc quá mức đào hoa lại không phải là dấu hiệu tốt đối với những người đã lập gia đình bạn có thể nhận được quá nhiều sự chú ý mời gọi làm thân đến từ những người bên ngoài nếu không biết giữ mình thả trôi theo cảm xúc thì bạn rất dễ sa ngã hãy tự nhắc nhở bản thân trân trọng những gì mà mình đang có làm việc gì cũng nghĩ đến cảm xúc của những người thân yêu nhất đang đợi mình ở nhà bạn và người ấy đôi khi cũng sẽ mâu thuẫn với nhau do nhiều quan điểm không thống nhất lúc đó đôi bên đều cần bình tĩnh và lắng nghe ý kiến quan điểm của người kia có thể nếu hạ cái tôi của mình xuống một chút, bạn sẽ biết thông cảm và đặt mình vào vị trí của nửa kia nhiều hơn, việc giữ gìn bầu không khí hài hòa trong gia đình cũng chẳng còn khó khăn như bạn tưởng nữa. Tử vi tháng 9 năm 2021 tuổi hợi âm lịch về sức khỏe. Người tuổi hợi phải quan tâm hơn đến cơ thể mình, không nên bắt bản thân phải làm việc quá sức, vì như vậy dễ khiến mình cảm thấy mệt mỏi, đầu óc thiếu minh mẫn, gây ra những sai lầm đáng tiếc. Đồng thời, nếu thấy cơ thể có dấu hiệu mệt mỏi, đau nhức ở đâu thì bạn nên đi khám ngay, chứ nên chần chừ hoặc giấu bệnh, khiến bệnh tình chuyển nặng, bạn sẽ phải mất càng nhiều thời gian và tiền bạc để chạy chữa hơn. Trong cuộc sống hàng ngày, bạn nhớ giữ lối sống lành mạnh, ăn uống đúng giờ, thường xuyên luyện tập thể dục thể thao để sức khỏe được cải thiện. Có sức khỏe, bạn mới có tinh thần làm những công việc khác quan trọng hơn trong cuộc sống. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi hợi. 1. Đinh hợi, thuộc mệnh thổ, nam thủy diệu, nữ mộc đức. Khẩu quyết, nhiều khó khăn xảy đến, công việc lâm vào bế tắc. Quý nhân, thìn, mão. Tiểu nhân, tị, tuất màu sắc may mắn, hồng, vàng. Hai, kỷ hợi, thuộc mệnh mộc, nam mộc đức, nữ thủy diệu. Khẩu quyết, chớ nên cả tin, vội vàng đưa ra quyết định đầu tư kinh doanh. Quý nhân, dần, mùi. Tiểu nhân, dậu, ngọ. Màu sắc may mắn, vàng, đỏ. 3. Tân hợi, thuộc mệnh kim, nam vân hán, nữ la hầu. Khẩu quyết, nếu là người đã lập gia đình, nên chú ý giữ khoảng cách với người khác phái. Quý nhân, tất, mùi tiểu nhân, sửu, mão màu sắc may mắn, nâu, trắng. 4. Quý hợi, thuộc mệnh thủy, nam thủy diệu, nữ mộc đức. Khẩu quyết, nên mở lòng với người khác, xây dựng các mối quan hệ. Quý nhân, thân, dần. Tiểu nhân, sửu, tỵ Màu sắc may mắn, cam, tím. 5. Ất Hợi, thuộc mệnh Hỏa, Nam Mộc Đức, Nữ Thủy Diệu. Khẩu quyết quan tâm đến sức khỏe, chớ nên bắt cơ thể làm việc quá sức. Quý nhân, tất dậu tiểu nhân, ngọ thìn. Màu sắc may mắn trắng, đỏ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.